Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong huyện Mường Nhé, những ngày này xã Lang Xu Xìn đang chủ động tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 5. Song song với việc chỉ đạo tốt đại hội các chi bộ trực thuộc, kế hoạch chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Đảng bộ xã Lang Xu Xìn hiện có 117 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc, trong đó 7 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế xã. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, từ giữa năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện về tổ chức đại hội đảng các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các quyết định thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban trang trí khánh tiết, tiểu ban an ninh trật tự nhằm phục vụ đại hội Đảng bộ xã được tốt hơn. Đảng ủy xã cũng có xây dựng kế hoạch để thành lập các tiểu ban giúp việc cho đại hội. Là cái thứ nhất là tiểu ban giúp việc văn kiện đại hội, tiểu ban giúp việc những kia trang trí khánh tiết, tiểu ban quân sự an ninh, tiểu ban sức khỏe. Thì trong cái vấn đề đó thì đảng ủy cũng là họp thống nhất làm theo bước quy trình, năm quy trình. Là quy trình thứ nhất là họp ban thường vụ là về cái vấn đề là bố trí ban chấp hành là những đồng chí là tái cử và những đồng chí ban chấp hành mới bổ nhiệm lần đầu. Thì trong cái ban chấp hành mới lần đầu là thứ nhất là như thế. Phần thứ hai là quy trình thứ hai là họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm ban chấp hành tái cử và ban chấp hành mới lần đầu. Tính đến nay, các văn kiện đại hội đảng bộ xã đã được đảng ủy xã cho ý kiến đảm bảo theo các quy trình hướng dẫn của chỉ thị số 35 CTTU và kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy. Đối với báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đảng bộ, xã đã dự thảo đồng thời tổ chức lấy ý kiến tham gia của toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ xã để tiếp tục chỉnh sửa bổ sung thành dự thảo chính thức trình đại hội đảng bộ xã. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, tiểu ban nhân sự đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó chú trọng công tác xây dựng phương án nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo tính kế thừa có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và các chức danh lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội ở xã. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã rất chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, trong đó quan tâm nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã thì thực hiện kế hoạch số 20 của Đảng bộ xã ngày 10 tháng 10 năm 2019 để tổ chức tuyên truyền thì Đảng bộ xã đã chỉ đạo cho ủy ban và ủy ban đã chỉ đạo cho bên văn hóa xã là chủ động xây dựng kế hoạch và đã tuyên truyền cho các cái chương trình định hướng tuyên truyền đại hội đảng bộ xã như là treo các băng rôn khẩu hiệu 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội đảng bộ xã và tiếp tục là tuyên truyền các tin bài, các cái thông tin thu thập các thông tin tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã và các cụm loa cơ sở của bản. Tới phương hướng tới đại hội thị xã đợt này thì ban văn hóa dự kiến là tổ chức chuẩn bị cho đại hội là trang trí khánh tiết, trang trí có market rồi là các cờ hồng, cờ lá chuối rồi là trang trí cờ đuôi nheo, cờ đảng và băng rôn khẩu hiệu ở trung tâm trụ sở trục đường chính của xã. Hiện nay, Đảng bộ xã Lang Xu Xìn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, như thi đua lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, hoàn thiện các công trình chào mừng đại hội.
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng giao nhiệm vụ cho Công an xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra, thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước, trong và sau đại hội. Để chuẩn bị đảm bảo an ninh trật tự trong đại hội đảng xã, đại hội đảm thì ở trong xã thì Công an và Công an xã cũng thực hiện cái kế hoạch để xây dựng kế hoạch để tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới mà là qua trước trong sau đại hội. Tình hiện nay thì tình an ninh trật tự trên địa bàn cũng ổn định, chưa có vấn đề gì ảnh hưởng và liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng. Mặc dù là xã biên giới với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhận thức rõ được mục đích ý nghĩa lớn lao của đợt sinh hoạt chính trị lần này, Đảng bộ xã Lang Xu Xìn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Dự kiến thời gian diễn ra đại hội sẽ trong tháng 5. Thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ xã đang cận kề. Từ sự quan tâm và cuộc quyết liệt và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, tinh thần tích cực chủ động của các tổ chức và đảng viên, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ ở xã Lang Xu Xìn đã và đang được thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ quy định. Tất cả đang hướng tới sự thành công của đại hội Đảng bộ xã Lang Xu Xìn lần thứ 21, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng triển khai thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tại huyện Mường Nhé, ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông không sử dụng rượu bia của người điều khiển xe ô tô, xe máy đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm mới nhằm thực hiện hóa quy định cấm người đã uống rượu bia lái xe. Nghị định có những chế tài mạnh, mức phạt cao nhất đối với người lái xe máy có nồng độ cồn 0,40mg trên lít khí thở trở lên là 6-8 triệu đồng, lái xe ô tô là 30-40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong vòng 22-24 tháng. Theo ghi nhận tại huyện Mường Nhé, Nghị định 100 đã dần đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, nghị định này được đánh giá đủ sức răn đe, kỳ vọng giảm thiểu tai nạn giao thông và những thiệt hại về người, về của, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Riêng tôi, cá nhân tôi thì cái chỗ theo cái nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ ấy, ban hành thì nói chung là riêng cá nhân tôi thì tôi cũng rất là đồng thuận. Vâng, cũng từ cái chỗ này là theo nghị định này áp dụng đối với thổi nồng độ cồn cho các những người tham gia giao thông ấy thì là nó rất là tốt để coi như là giảm coi như là đối với những người mà coi như là uống rượu ấy mà bị phạt như thế là tôi cho rằng là theo tôi thì tôi rất là nhất trí cái chỗ này. Vâng, từ cái chỗ đấy cho nên là cũng đóng góp cho coi như là xã hội là tránh được coi như là đảm bảo an toàn giao thông. Suốt 3 tháng qua, những buổi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông như thế này luôn được lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mường Nhé triển khai đẩy mạnh. Ngoài việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo quy định, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 4H, 4H1, 4H2 và địa bàn trung tâm huyện, những tuyến đường xã phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo khép kín địa bàn 24/24 giờ, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện còn tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nắm bắt kịp thời những quy định mới của Nghị định 100. Thường xuyên lập các chốt kiểm tra lưu động trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm
để tránh sự đối phó của các lái xe khi đã sử dụng rượu bia. Qua công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm răn đe, đa phần người dân huyện Mường Nhé đã nhận thức tốt và chấp hành nghiêm nghị định này. Bản thân tôi là một người tài xế thì nghị định 100 của chính phủ ra thì nhất là cá nhân tôi là một người tài xế thì tôi chấp nhận cảm nhận được về ý thức và người tham gia giao thông về nồng độ cồn. Và với mức xử phạt nghị định 100 là để người tham gia giao thông hiểu được và mức độ vi phạm về nồng độ cồn. Riêng bản thân tôi và mong tất cả các anh em tài xế là hãy chấp nhận về mức xử phạt và cũng như là ý thức được cái nồng độ cồn rượu bia gây ra. Và để tránh tai nạn, đảm bảo cho bản thân, gia đình và mọi người trên toàn xã hội. Bản thân tôi thì tôi luôn sẽ cố gắng chấp hành về nghị định 100. Và cũng anh em thường xuyên trao đổi về cái tác hại của rượu bia để ý thức được an toàn trên mọi nẻo đường. Là huyện vùng cao biên giới, chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, để Nghị định 100 đi vào cuộc sống, nhất là xóa bỏ thói quen uống rượu bia đã tồn tại trong người dân bao đời nay là vấn đề khó. Công an huyện Mường Nhé đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tờ rơi, pano, áp phích, đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các thôn, bản, khu dân cư, trường học. Trong đó chú trọng hướng dẫn, nhắc nhở người dân, người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện nghiêm pháp luật về vi phạm nồng độ cồn, từ đó mang lại hiệu quả tích cực, làm xoay chuyển nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Theo thống kê, sau 3 tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện xử lý 52 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó vi phạm nồng độ cồn 7 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện, tước 5 giấy phép lái xe, thu nộp ngân sách gần 18 triệu đồng. Đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, Công an huyện Mường Nhé đã nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ uống rượu bia trước, trong và thời gian nghỉ giữa giờ làm việc, không uống rượu bia say trong mọi trường hợp và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Sau khi mà xác định đây là một cái vấn đề mà cần phải tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên chức cũng như tầng lớp nhân dân, thì ngay sau khi mà cái nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì Công an huyện đã triển khai ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền đến bà con nhân dân và các cái chủ phương tiện tham gia giao thông. Và đặc biệt là các cái nhóm hành vi có liên quan trực tiếp đến tai nạn giao thông như là điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn này, phóng nhanh vượt ẩu đi sai làn đường. Và tới đây thì lãnh đạo công an huyện sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông làm quyết liệt, đặc biệt là vấn đề cái vi phạm về nồng độ cồn theo cái nghị định của 100 của Chính phủ mới ban hành ra. Với quan điểm không nương tay cho bất kỳ trường hợp nào uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Công an huyện Mường Nhé đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị định 100, đặc biệt là quy định về xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian tới, để Nghị định tiếp tục đi vào cuộc sống, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mường Nhé tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần tăng tính răn đe, hạn chế, giảm thiểu tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.